Alo, Nghe rõ. mình xin giới thiệu ha, mình tên là Thủy ha. Thì sau khi nghe bác sĩ Hạnh chia sẻ thì cũng có một chút xíu cái cảm nghĩ, chia sẻ một chút là rất là cảm ơn bác sĩ Hạnh ngày hôm nay đã chia sẻ cho mình hiểu rõ hơn về cái bộ phận quan trọng, cái cơ quan của mình. Và đây không phải là một cái buổi đầu tiên mình tham gia sự chia sẻ của bác sĩ Hạnh đâu. Lần trước mình cũng đã có nghe cái buổi chia sẻ về nguyên lý, nguyên nhân vì sao mà mình bị bệnh tật. Thật sự là khi mà quen biết Lan và các nhóm của Xuân và các bạn thì tham gia những cái buổi học á, thì cho mình hiểu biết nhiều hơn về cái cơ thể mình, các bộ phận trong cơ thể mình nó hoạt động như thế nào, và mình biết được là cái nguyên nhân tại sao là mình bị béo phì nha các bạn. Cái lý do mình đến với cái nhóm này là tại vì ngày trước đó là mình tới 62 kg lận. Và như nãy như bác sĩ Hạnh cũng chia sẻ ha, những cái bệnh tật và những cái nguyên lý, những cái bệnh mà làm cho mình không khỏe cũng có bắt nguồn từ cái việc mà mình bị quá cân nặng. Cho nên là mình cần cần cải thiện cái cân nặng của mình. Và nhờ có sự hỗ trợ của Lan ha, thì trong khoảng một thời gian khá là ngắn và không có một chịu một sự áp lực gì về cái vấn đề là phải giảm cân, phải kiêng khem, phải các kiểu, mình đã giảm được từ 62 kg và hiện bây giờ đang giữ cân nặng là 54 kg. Và một cái điều rất là tuyệt vời là mình luôn luôn giữ được cái cân nặng 54 kg này trong suốt tháng nay, nhờ nhờ những cái kiến thức mà mình đã học được trong những cái buổi chia sẻ của các bác sĩ trong cái Zoom của mình đó, là mình nên ăn vào lúc nào, mà mình nên ăn cái gì, và mình nên vận động như thế nào để mà mình giữ được cái cân nặng của mình. Và ngoài ra, ngoài những cái buổi học này á, mình còn được mời đến một cái cộng đồng mà tập thể dục vào buổi sáng nữa các anh chị. Buổi sáng mình có thể cùng nhau vận động để mà chuẩn bị một cái ngày làm việc của mình thật tốt hơn, và cái thời gian nào để mình uống những cái thực phẩm, dùng những cái dinh dưỡng nó phù hợp để mà cơ thể của mình nó tiếp nhận tốt hơn, để mà mình đạt được cái tối ưu khi mà mình đưa một cái sản phẩm, một cái thực phẩm vào cơ thể của mình. Và ngoài ra, cái này thì nói chung là mình cũng còn trẻ ha, mà cũng không có già lắm, nhưng mà cũng hơi nhiều bệnh một xíu, là mình có cái vấn đề về đau cổ vai gáy và đau nửa đầu nữa. Nhưng mà bên nhóm của Lan thì cũng có cái gọi là trị liệu á, nó cũng cải thiện cho mình khá nhiều về cái cổ vai gáy và cái đau nửa đầu, và đặc biệt á là cái đau nửa đầu nó đã biến mất từ khi mà mình tập thể dục chung với lại cái hội cộng đồng buổi sáng đó các anh chị. Mình không biết là có phải là do tập thể dục hay không, nhưng mà rõ ràng là sau khi mình duy trì cái việc tập thể dục đều đặn mỗi sáng cùng với mọi người á, là cái đau nửa đầu của mình nó không còn nữa. Có những cái kiến thức mà mình có được trong cái buổi học của mọi người chia sẻ, ngoài ngoài cho bản thân mình, về kiểm soát cân nặng của mình, và mình có hỗ trợ được cho mẹ của mình nữa. Mẹ của mình rất là nhiều cái vấn đề về cả như cái nãy chia sẻ có cái phần mà dư axit uric gì đó, rồi cường giáp, rồi cũng cũng quá thừa cân luôn, thì mẹ nào con nói cho các anh chị ha. Và hiện nay thì mẹ mình cũng cải thiện được về cái phần cân nặng khá là nhiều, và sức khỏe thì cũng tốt hơn, tại vì khi mà cái thời điểm mà mẹ mình đến với lại Lan á là không có di chuyển được, nằm chỗ luôn. Nhưng mà nhờ sự hỗ trợ của trị liệu và những cái dinh dưỡng và những cái kiến thức để mà tự chăm sóc mình đó, thì hiện nay thì mẹ mình đã đi lại rất là bình thường, và nói chung là rất là cảm ơn mọi người. Và hy vọng là cái cộng đồng của mình sẽ lan tỏa nhiều hơn để cho giúp đỡ cho nhiều người hơn ạ. Cảm ơn ạ.